Tại sao chú lại có cái tên là xôi nhà xác cho chú? Tại vì ở đây nằm ngay và bán này bán kia đó, rồi ngay nhà xác này kia đó. Dạ. Rồi bởi vì ta chạy qua đường nó thấy làng kia mình có nhà xác. Kiểu như bên cái dãy ở bên kia đường đúng không chú? Đúng rồi, dãy dài dài chứ bên chú nhà... chú giải thích bên dãy đó là có nhà gì vậy chú? Nhà hoàng đồ đó. Nhà hoàng. À, nhà pháp y đồ lùng bông đó. À pháp y rồi nhà hoàng, rồi. Nhà tang lễ rồi. Bên đây có nguyên chạy hòm luôn mọi người. Đúng rồi. À, đó là lý do mà có cái tên xôi nhà xác ha. Mọi người, chú ở đây chú làm kiểu như cũng lâu năm rồi á. Mới đầu đến á, thầy Lộc hay nghe cái tiếng gì kêu tách tách, tưởng là cái máy đúng không thầy Lộc? Mà không phải nha mọi người, chú gõ vô cái chú giọt gõ vô cái nồi đó, cho nên nó kêu cái tiếng đó. Xôi ở đây là xôi mặn không à. Chỉ có một loại xôi thôi. Hay quá ha. Rất là chuyên nghiệp. Hả? Chú bán ở đây được lâu chưa ạ? Ở đây hả? Dạ. Cái gì nhà bán thì mười mấy, 20 năm mà, trên kia cũng được mấy năm rồi. Ủa? Vậy là bốn mấy năm hả? Ờ, bốn mấy năm. Đó. Đúng lâu luôn. Dạ. Chú ở đây chỉ bán mỗi loại xôi mặn hả chú? Đúng rồi, một cái một thôi. À. Và cái loại nguyên liệu ở đây con thấy cũng đơn giản quá hả chú? Chỉ có gì lạp xưởng nè, lạp xưởng với ruốc với lại mè mỡ hành thôi. Còn cái này là lá chuối hả chú? Lá chuối. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chú ạ? 3:40 tới 12:00. 3:40 hả? Đúng rồi, tới 12:00. Dạ. Chú cho hỏi cái điểm này nó là cái điểm mà thu hút người xem nhất nè. Tại sao chú lại có cái tên là xôi nhà xác cho chú? Tại vì ở đây nằm ngay và bán này bán kia đó, rồi ngay nhà xác này kia đó. Dạ. Rồi bởi vì ta chạy qua đường nó thấy này kia mình có nhà xác. Kiểu như bên cái dãy ở bên kia đường đúng không chú? Nhà hoàng đồ đó. Nhà hoàng. À, nhà pháp y đồ lùng bông đó. À pháp y rồi nhà hoàng, rồi. Nhà tang lễ rồi. Bên đây có nguyên chạy hòm luôn mọi người. Đúng rồi. À, đó là lý do mà có cái tên xôi nhà xác ha. Giá đây trung bình bao nhiêu vậy ạ? À? 15 với 20. 15 với 20 ngàn. Cái điểm đặc biệt là điểm đặc biệt gì ạ? Chúng ta bán nước suối ngoài. Nước suối hả? Ờ. Suối này ăn thì ăn xôi nó dễ bị khô á. Bị khô hả? Ta sẽ mua đây nước suối. À. Đây có nước suối nữa, Satori. Satori. Đây nha mọi người. Ô nước khoáng này 5.000 đồng nè. Có để giá luôn. Còn bán từ 3:40 đến 24:00. Bây giờ mình sẽ gọi 10 phần cho Võ Sĩ Lộc nha. A few moments later. Hiện tại á, là mình đang có mặt ở nhà tang lễ nha, trung tâm pháp y. Còn ở bên dưới kia là chạy hòm đó mọi người. Bên đây nữa nè, có mấy cái hàng nằm ngoài luôn đó, chạy hòm á. Thì hôm nay mình và Võ Sĩ Lộc sẽ đến đây để quay cái không khí nghiêm trang ở ngay cái nhà tang lễ cũng như là trung tâm pháp y để thử thách 10 phần xôi. Đây, giờ thì Võ Sĩ Lộc sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là phần xôi đầu tiên nha. Mọi người ơi, thông cảm nha, mình quay ở đây nó hơi thiếu ánh sáng, cho nên nó sẽ hơi bị giật giật á. Chỉ ánh sáng nó làm cho cái không khí á, à, thêm phần rippy các bạn. Rippy. Ở đây mình đã nghe tiếng gõ mõ vàng vàng rồi đó. Dạ. Qua đó giống như là giống như tề thiên vậy á, bị niệm thần chú á, ăn nổi rồi. Dạ hả? Đứng đây đi. Tại vì đứng đây á, ánh sáng nó thiếu lắm, nó mệt luôn á. Cứ là đó hoàn toàn đúng. Sắp rồi sao? Sắp đây rồi không?
cũng vậy à, do nó bị mờ mờ cái ánh đèn điện đường á, em sợ người ta coi người ta chóng mặt á. À, trước là cửa nè, không mà ra trước cái cửa đi. Ok, thì Lộc ăn hết phần này đi. Không, mình không có ý là trêu chọc ai nha. Dạ. Tại vì mình cũng muốn kiếm những cái không khí đúng với cái tên của quán xôi thôi. Đúng rồi, nó rụng rợn. Bây giờ xôi nhà xác thì mình ăn ngay cửa chạy hộp. Ok. Hết phần đó đi. Rồi bây giờ mình sẽ dắt bộ xe qua bên kia nha mọi người. Ở đây do cái ánh sáng nó thiếu quá mọi người, nên mọi người thông cảm nha. Dưới đây mình dắt cũng phải kỹ thuật nha. Đây là cái hòm nè mọi người. Ở đây thì nó đỡ giật hơn, nó đỡ rè hơn. Rồi. Lẹ nha mọi người. Ăn lẹ đi, ăn lẹ. Ok đi. Ok. Mình đã làm hết cách rồi nha mọi người, nên mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Hôm nay là một thử thách rất là sợ hãi linh thiêng. Tại vì mình nghe nói á, nghe nói cái nhà xác ở bên đó là mỗi lần mà có xác chết đó mọi người, khi mà người ta ví dụ như bị đụng xe hay là bị té lầu rồi đó, giải phẫu tử thi á, là người ta sẽ đem về bên đó. Cái nhà trung tâm pháp y á, còn kế bên cái trung tâm pháp y á là một cái nhà tang lễ. Nhà tang lễ là một cái nhà mà ví dụ như người nhà người ta không có đủ điều kiện á, hay là nhà bị chật hẹp gì quá, hoặc là vì một lý do nào đó mà không tiền để tổ chức tang lễ, nhà người ta sẽ mang ra đây, là nên gọi là nhà tang lễ nha mọi người. Ồ, ở đây cái ba tê ngon ghê luôn. Vậy hả anh? Ba tê nè, trà bông nè, đặc biệt là cái xôi. Cái xôi nếp ăn nó rất vừa miệng. Dạ. Đây là thầy Lộc ăn hết 3 phần nha mọi người. Xôi ở đây đơn giản thôi thầy Lộc. Đúng rồi. Chỉ có lạp xưởng nè, trà bông, mè, với lại mỡ hành, đậu phộng. Có đậu phộng nữa. Đậu phộng là cái mà giải nhuyễn á. Nè, đậu phộng. Tưởng ăn mà nghe tiếng mấy tiếng gõ mỏ này lắm. Ghê quá. Ghê quá. 3 phần luôn hả? Ừ. Ăn này hơi khô lắm. Mọi người ơi, mình chỉ sợ là chủ chạy hòm á, người ta biết mình quay ngoài, người ta ra người ta chửi thôi. Ba phần đó thì mình cũng theo yêu cầu của các bạn ở trên YouTube nha, đến làm clip ở xôi nhà xác. Nhưng mà nếu như chỉ làm clip ở xôi nhà xác mua rồi mình đem đi chỗ khác mình ăn á thì nó bình thường quá, nên hôm nay mình sẽ làm một cái clip ở ngay trước cửa luôn để cho mọi người thấy được cái không khí rùng rợn khi ăn xôi đúng với cái tên xôi nhà xác nha mọi người. Em mà giờ đang ăn cái có xe chở xác đến nữa là y hệt cũng bài luôn. Nó đang ngay bồ rác nữa hả? Có mùi giống như là mùi xác xú quế. Xú quế, xú quế ghê quá vậy, bóc bóc rồi. Vừa có âm hay thanh, gọi là mùi âm khí, vừa có âm thanh vừa có mùi à. Mà những cái trường hợp mà đến trung tâm pháp y này á, có những trường hợp rất là kinh dị ha. Mấy vụ mà giết người á phải điều tra tới pháp y, người ta mổ kể ra con nguyên nhân mà nạn nhân bị chết là do gì. Có nhiều khi cái thằng tội phạm nó khai vậy nhưng mà thực chất là không phải vậy. Dạ. Tại vì cái khung hình phạt hình sự á, khi mà em mổ pháp y ra giám định á, là nó sẽ tìm ra cái nguyên nhân, và mỗi cái nguyên nhân nó sẽ có một cái khung hình phạt khác. Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ như mà giết người mà kiểu như vô ý hay kia là khác, còn cố tình bóp cổ hay là cố tình mà dùng cái những cái vật sắc nhọn đâm người ta kia là nó sẽ cái vết chém vết đồ nó sẽ khác. Dạ. Ở bên Mỹ á,
những người mà người ta giám định mà chém từ phía sau á, bị chém từ phía sau á, lúc người ta không thể phản kháng được á, là cung mình phạt nặng hơn là bị chém từ phía trước. À, như không có khả năng tự vệ. Đúng rồi, không có khả năng tự vệ. Mấy khung hình đó em nghĩ là chắc cho vào đây luôn anh. Ui. Tử hình xong cho vào đó luôn á. Anh này anh nghĩ á, là kiểu như những người khó khăn quá không, là tự vệ. Tại nó không có hoa văn gì nhiều đó, nó sẽ rẻ hơn. Còn em thì em nghĩ cái này là người ta chưa làm xong. À, làm xong đã trong. Làm xong thì nó giống như anh kia kìa. Còn cái này mọi người thấy là nó trơn hoàn toàn luôn, kiểu như người ta chưa có đục đẽo xong đó. Lọc chập 3 phần là ăn luôn mọi người. Đây còn 4 phần nè. Nhanh ghê á. Mới 10 phút mà. Đó lúc nè là mọi người rất là ăn. Nhanh nhất. Với lại ít review nữa. Chưa cả hồi nãy tốn mấy phút dông từ bên kia qua đây. Xôi ở đây anh thấy nếp nó là sao? Nó dẻo lắm. Nó dẻo lắm hả? Nó bị khô. Mà em thấy nãy nóng hổi luôn á. Ừ. Lúc mà mở cái bao lá chuối ở đây, đặc biệt cái là nó có cái lá chuối nè, nó còn giữ được cái nét xưa á. Đúng rồi. Em nghĩ chắc là từ chú bán cũng hơn 40 năm. Ừ. Thì chắc là từ xưa là chú đã có cái bánh, cái gói lá chuối này rồi. Rồi còn 4 phần. Hay quá thầy Lộc ơi. Hả? 4 phần luôn. 4 phần luôn. Anh niên ăn đúng nhanh luôn. Thầy Lộc á, mọi người mình thấy là thầy Lộc rất là sợ những thế lực siêu nhiên á. Chặt 4 phần lại luôn. Cao lắm á. Bóp lại không? Bóp lại á. Bây giờ gớp, bây giờ gớp. Ôi. Xôi vò. Xôi vò. Trời ơi. Mọi người thấy cái cơ bắp của thầy Lộc mà bóp lại cái bẹp dí luôn. Có khó nuốt không? Nhấp nước. Nhấp nước chưa? Này mọi người có thấy sợ không? Sợ chứ. Đã có sợ có kiêng á. Cái nhà tang lễ này á, em nhớ đến một người bạn học trường Hoa Sen, đại học Hoa Sen á mọi người. Bạn đó rất là xinh xắn, học với mình năm nhất, xong rồi lên tới năm thứ hai á thì kiểu như đăng ký môn học nên bị tách lớp ra, không có còn học chung nữa. Lâu lâu thì mình thấy bạn trong trường thôi. Cho đến một hôm thì mình nghe tin là bạn bị ung thư xương á mọi người. Thế là bạn phải điều trị, rồi đi qua bên Singapore điều trị luôn. Xạ trị rồi tùm lum hết, bạn bị chọc đầu luôn. Kết quả là phải cưa cái chân để tránh bị di căn. Nhưng cuối cùng cũng không khỏi, bạn cũng qua đời. Rất là ám ảnh, bạn đó là sinh năm 96 á mọi người. Và bạn đó cũng tổ chức ở nhà tang lễ. Cho nên khi mà thấy nhà tang lễ này thì em thấy hình ảnh đâu đó của bạn đó ở đây. Em lúc thấy ngoại rất là mất á, để lúc đó buồn thiệt, nhưng mà sau đó anh được động viên là cho dù người ta mất đi, nhưng mà thực chất là người ta di chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác thôi, người ta vẫn sẽ dõi theo mình ở đâu đó. À, thì người nào cũng vậy, cũng mong muốn là những người thân hay những người mình thương yêu á được sống tốt, được có những cái thành công nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên là thành công đó là phải đi đôi với là đừng có phạm pháp hay là làm những cái việc gì mà đi trái lại với nhân thường đạo lý. Đúng rồi. Thì em nhắc đến ở đây có nghĩa là nhớ tới. Em nhớ đến cái hình ảnh của bạn đó thì bạn đó rất là xinh xắn, dễ thương lắm. Đúng rồi. Cũng dạng như hot girl đúng không mọi người. Nhưng mà bạn đó vắng số. Bạn đó nên cũng thấy rất là tiếc nuối ha. Nhưng mà dù gì thì chuyện đã qua rồi. Hy vọng bạn đó sẽ có một cái kiếp khác tốt hơn. Đúng rồi. Khỏe mạnh hơn, không phải mắc bệnh gì cả. Thầy Lộc ăn hết đi. Cố lên. Cha Hùng kể cảm động quá. Dạ. Mà cảm động thì phải làm sao?
chắc phải mời Hùng Mai hết nữa, to quá. Ôi gì không được đâu. Hùng Mai thử thách rồi. Đố mọi người biết cái màu đỏ đỏ bên kia là cái gì? À, hai cái thành đỏ đỏ đó. Cái đó là để chống hòm á mọi người. Thì tao đâu cần khóa rồi đâu. Hả? Không, tao để ngoài tao không có cần khóa. Này rồi. Ai lấy? Đúng rồi. Xui lấy. Xui đó. Với lại nhà em cậu em bán hòm. Cho nên em biết. Cái hòm nào á nha mà chuẩn bị đi là cậu em sẽ kê hai cái đó, kê cái hòm đó trước cửa nhà, lát người ta chỉ việc đến người ta lấy cái hòm đi thôi. Ở đây là khu người Hoa ha thầy Lộc. Cà lên trên á có cái nhà tang lễ không? Như An Bình. An Bình đúng rồi, nhà nhà tang lễ An Bình. Nó kia là chỗ mình uống cacao cao dừa. Cacao dừa? Đâu anh? Đó, nhà góc đó. À, góc bên kia hả? Đúng rồi. Ồ, cacao dừa mọi người. Ờ, phải không? Đúng rồi, Nguyễn Duy Phương hả? Nguyễn Duy Phương. Cacao dừa là đường Hùng Vương đúng không anh? Nguyễn Duy Phương với Trần Phú. Trần Phú. Mọi người ơi, thì mình biết là bạn nào mà ở khu này hoặc là ôi con chuột kìa, con chuột kìa. Phải. Bạn nào mà ở khu này thứ nhất, cái thứ hai là đã từng nghe qua những cái câu chuyện mà nó có vẻ là kinh dị á. Hoặc là tâm linh nào á về cái nhà tang lễ hay là cái nhà pháp y này thì hãy kể lại cho mình nghe nha. Kể lại một câu chuyện ở dưới phần bình luận á. Mình rất là mê đọc những cái chuyện như vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Lộc? Thầy Lộc giống như kiểu như có ai ở sau lưng như trời. Ghê quá à. Vậy hả? Lạnh cái. Hay lạnh gáy. Thôi hết sôi rồi. Đúng 12 giờ luôn. Đi luôn rồi, đi luôn rồi. Hết rồi hả? Hết rồi nha mọi người. Uống nước vô, uống nước vô. Đó thì mình cũng xin nhận xét ha. Để mà có được cái đúng như cái tên gọi của show nhà xác á, thì mình đã tìm đến ngay cái vị trí ở đó luôn để mình làm clip. Thì hy vọng là sẽ mang đến cho mọi người một cái cảm giác mới, nó thích hợp với lại cái tên của món xôi. Và mọi người cũng thông cảm cho mình. Tại vì mình đang quay cho một cái môi trường thiếu sáng ha, cho nên nó sẽ điều kiện ánh sáng nó sẽ không được tốt, nên mọi người cũng thông cảm bỏ qua. Rồi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Sáng đây là clip mà mình ăn tốc độ nhanh á, tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ quá. Nói chung là cũng có những cái động lực á. À thì khi mình ăn hay là mình thử thách ở những cái môi trường này nè thì cái âm thanh nhiều, cái âm thanh ánh sáng này nó không có đảm bảo. Thì rất mong các bạn là trong cái không khí mà soi nhà xác cũng như là có tiếng gõ mõ, tiếng chuông này kia thì mình muốn tạo một cái điểm mới cho cái clip của mình, nhưng không phải là để coi thường hay là để những cái hiện tượng mà mình không giải thích được. Nãy mình ăn cảm giác nó lạnh lạnh ở phía sau anh hả? Cảm giác nó lạnh lạnh ở phía sau gáy á, là cảm giác đó mình cũng đã từng gặp rồi, nhưng mà gặp lúc mình còn nhỏ, lúc mình đi qua cái nghĩa địa á, rồi về mấy ngày sau là mình bị sốt rồi. Và ngoài nó là vong theo gì? Vong theo sao? Vong theo. Vong hả? Vong thì cũng chưa biết, mà ngoài nó là do hai người á thì cực khác nhau lắm. Khi mình đi đụng với người đó, người ta hợp với tuổi, hợp với kia mình. Nhưng mà không sao, hôm nay mình 10 có soi á,
thấy lạnh lạnh nhưng mà ăn một gói xôi vô giờ nó nóng được. À. À, cảm giác mà xôi ở đây thì nó tuy nó nhỏ nhưng mà về sau á bắt đầu là nó nở rồi, giờ vô bụng nó bắt đầu nở rồi. Đặc biệt ở đây là chú bán là nó có cái đậu phộng mà chú giả nhuyễn nè. Dạ. Bỏ vô nó cái đó anh tưởng mè chứ. Đậu phộng bỏ vô nó béo béo, nó làm cho cái vị xôi nó béo béo. Dạ. Cộng với cái trà bông cũng như là lạp xưởng thơm lắm. Thì xôi này mình ăn để kiểu như mình ăn khuya á, ăn một chút thôi chứ khuya mình ăn nhiều quá là nó sẽ bị đầy bụng. Thì anh nghĩ là chắc là một phần xôi nó ít là do vậy. Dạ đúng rồi. Clip mình cũng xin được kết thúc tại đây. Tụi mình có một cái fanpage trên Facebook, nếu như mọi người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu như mọi người cười thì hãy like, còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.